À, thực ra ở trong cái chuỗi video này thì Sơn đều là đang ở ngoài chia sẻ cây. Thì có rất nhiều thứ để mình có thể quay phim và có thể chia sẻ với bác, bởi vì nó rất là thú vị. Và ở đây ấy, thì Sơn cũng có phát hiện ra một cái điều rất là hay nữa. Đấy là cái gỗ me tây mà nhiều bác rất là quan tâm và nhiều bác cũng thích cái dòng này. Cũng hỏi Sơn về cái dòng me tây này. Đa số các bác ở dưới miền Nam. Thế nhưng mà lại Sơn thì không làm. Nhưng mà hôm nay may mắn ở bãi gỗ đây có tiện đây, thì Sơn cũng quay video cho bác. Thứ nhất là để các bác chiêm ngưỡng, thứ hai là để tham khảo, thứ ba là chia sẻ với bác cách nhận biết làm sao để nhận biết được cây gỗ me tây. Và mình sử dụng thằng me tây này, nó có một cái đặc tính ấy, đặc điểm ấy, là nó cực kỳ vân, nó rất đẹp luôn các bác ạ. Vân nó cực kỳ đẹp luôn, nếu mà xẻ ra làm bàn ăn me tây vân cực rất đẹp. Nhưng mà cái thằng này nó thuộc hạng gỗ cũng Sơn nghĩ là nó cũng thuộc hạng gỗ mềm mềm thôi. Hình như là nó thuộc nhóm 4 hay sao ấy, nhóm 4 hay nhóm 3 hay nhóm 7 gì đấy. Cái này thì Sơn sẽ tìm hiểu và chia sẻ với các bác ở các video sau. Nhưng mà ngày hôm nay thì vô tình gặp ở đây thôi, thì Sơn không làm, nhưng mà chia sẻ với các bác thôi. Đây là cái cây gỗ me tây các bạn. Đấy, cái vỏ nó ấy, thì vỏ nó rất là sần sùi. Các bác thấy không? Vỏ nó rất là sần sùi luôn. Đấy, nhưng mà hay là một cái khi mà mình bóc cái lớp vỏ ra ấy, thì nó một cái lớp trắng trắng như này. Lớp trắng trắng như này. Đây này. Cứ bóc vỏ cái lớp vỏ này ra là nó có một cái lớp trắng trắng như này. Như kiểu vôi hay cái gì ở đây này các bác này. À không phải vôi, đây là cái lớp của cây. Cái tế bào, cái lớp biểu bì hay cái gì đấy của cây. Đây, vỏ của nó như này, rất sần sùi đây các bác nhá. Vỏ của cây gỗ me tây này. Đấy, thứ hai nữa là mình sẽ nhìn vào cái chất gỗ. Cái màu gỗ tổng thể là nó màu hơi vàng vàng thế này. Vân của nó là vân những đường kẻ chỉ màu đen. Vân đường kẻ chỉ màu đen, gỗ màu vàng. Chất gỗ thì cũng khá là đặc đấy. Nói chung cũng khá là đặc chứ không phải tệ đâu các bác nhá. Khá là đặc. Ở đây đang tính xẻ làm bàn ăn, ở đây sao lại bổ một đường ở đây này nhỉ? Ai lại bổ ở đây? Rác của nó thì rác cũng màu hơi ngả trắng, hơi ngả trắng vàng. Đấy, còn lõi thì nó vàng vàng đậm hơn. Thế còn vân ấy thì nó màu đen. Đấy, vân màu đen. À, đây là nó bị cái phần đây gọi là lộn vỏ. Đây các bạn, lộn vỏ vào bên trong cây. Hiện tại nó có hai cái choãng ra hai bên thế này, nên là cái phần này bị lộn vỏ vào đây. Đấy. Lộn vỏ vào đây. Ok. Cái này chắc tính xẻ ra làm bàn ăn đây, khá đẹp, khá thú vị nhá các bác nhá. Nhưng mà làm ăn cái dòng này rất là thú vị đấy. Xẻ ra nhỏ khúc nhỏ đây. Đây nữa này. Đây cũng có cái choãng này. Đây. Chất gỗ cũng khá là mịn đấy các bác, khá là ổn đấy. Khá là ổn định đấy. Đấy. Đây cũng có thêm khá nhiều cục ở đây. Đây bác khách này bác lấy nguyên một cây me tây luôn mà. Đây cũng bị lộn vỏ luôn. Nhưng mà không vấn đề gì. Cây này đẹp đấy nhỉ. Cây này tim đẹp không tí vết. Tấm này cây này như này là rất đẹp rồi. Xẻ ngang luôn nhỉ. Xẻ thành thớ ngang luôn các bác. Đấy. Đây kia như kiểu tấm này ấy thì nó có những cái vệt đen ở đây nhiều hơn. Khá nhiều tim này, nhiều tim. Cây gỗ này nhiều tim. Bởi vì nó nhiều. À đây cái gốc của nó đây phải. Đây như đây cái gốc đây. Đây như cái gốc. Bây giờ cẩu cái tấm này ra xem, quan trọng cái lỗ này các bác này. Lỗ này nó vào ngắn ấy thì thành công. Lỗ này mà nó vào dài thì là hơi đuối. Mong là nó vào khoảng 70 phân thì ngon. 6-70 phân thôi. Ồ, rất ngắn. Ngay đây thôi. Xíu một tí thôi. Vào chưa đến ngọn kia thì bị nhiều. Vào có 1 này, 2 gang này, 3 gang. Vào 80 phân. Cũng vừa đẹp. Này sẽ 20 chú ạ. May quá được bộ sập mét là. Làm mạch nữa đi. Này. Thôi vậy và ăn cơm luôn anh rồi ra làm chứ. Bắt cơm vào mới dọn cơm. Cái tấm kia làm bàn lại đẹp nhỉ. Được 2m mấy. 2m mấy một cái. Bán giá cao. À vân cũng đẹp lắm. Vân cũng vẫn đẹp. Điểm. Quá liền luôn. Mày cái lỗ này nó vào đây ngắn chứ. Ngon đi nhờ, vào dài nhờ. Nếu cũng kéo trở. Mặt trên vứt đẹp. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Sướng.
Được chưa? Ok rồi. Đẹp quá. Đẹp quá đi. Lắm luôn ạ. Như cẩm vàng luôn. Không khác gì cây cẩm vàng hôm trước.